hai. Rồi vô ăn cho em đi đi. Hả? Vô ăn cho em đi đi. Anh đi mẹ. Giờ đi ra ngoài, giờ mẹ dẫn xe. Giờ vô em đâu, chào mẹ. À, con đi đâu đó? Đi làm ruộng hả? Từ từ té em. Rồi đi ra ngoài nè. Đi không? Anh đi mẹ. Ừ? Anh đi mẹ. Anh đi mẹ hả? Thôi anh ở nhà đi. Đây đợi nó lên. Ừ. Thì mẹ nó có nghe không? Không nói nè. Cái gì không nói nghe vậy là ở nhà nha. Giờ đi ra, giờ đi bộ đi. Giờ đi bộ ra đi. Không. Đi bộ ra đi mẹ chở. Hả? Đi bộ ra ngoài. Anh đi mẹ. Đâu? Đi đâu? Giờ nắng nè thấy không? Anh đi mẹ mà. Rồi anh nhảy mẹ coi coi. Chín, 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 chín. Ok, giờ mẹ chở đi nha. Lên ruộng làm mẹ không có phá nha. Đứng coi mẹ làm nha.